Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Minh Bảo sinh năm 1988 và Võ Văn Triệu sinh năm 1986 cùng mức án tử hình, Phạm Thị Anh Thơ sinh năm 1992 tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 12 năm 2022, tại công ty chuyển phát nhanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình phát hiện bắt quả tang Võ Văn Triệu đang có hành vi gửi 4 hộp giấy hình vuông có 348,28 gram loại heroin để gửi đi Úc. Tiếp tục truy xét, công an quận Tân Bình tiếp tục kiểm tra chỗ ở của Phạm Thị Anh Thơ và đối tượng đã tự giao nộp một gói ni lông chứa tinh thể rắn loại methamphetamine 0,2 gram. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, đối tượng Trần Minh Bảo cũng bị công an quận Tân Bình phối hợp công an quận 10 tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở và đối tượng này đã tự nguyện giao nộp 7 gói ni lông chứa tinh thể rắn không màu có khối lượng 76,6 gram và thu giữ thêm 98,6753 gram ma túy loại methamphetamine. Kết quả điều tra xác định vào các ngày 14 và ngày 16 tháng 12 năm 2022, Trần Minh Bảo, Phạm Thị Anh Thơ đã giúp cho Tí Năm không rõ lai lịch bán cho Võ Văn Triệu là 2 bánh heroin lần lượt có khối lượng là 350,5 gram và 348,2 gram. Khi Triệu đến công ty vận chuyển gửi số ma túy trên đi Úc thì bị phát hiện và thu giữ. Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại Nam Định để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là video ghi nhận lại hành vi chống đối của đối tượng tại phố Trưng Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo đó, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 15 tháng 3, Lê Tiến Dũng điều khiển xe ô tô dừng đỗ nơi có biển cấm đỗ. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Dũng không xuất trình được giấy tờ và có những hành vi chống đối, manh động như thế này. Mà xe của em thì lại hiện tại em lại không mang theo giấy tờ theo. Nên khi và xuất trình giấy tờ thì tiện trên xe thì em mới sinh ra ý định là bỏ trốn. Đấy. Xong trên đường đi thì cũng khi lúc em chạy xe thì cũng có gặp những xe mà nó cản trở mình thì em mới vượt lên để em cố tình em chạy cho thoát đấy. Sau khi va chạm với nhiều phương tiện khác và bị lực lượng công an và người dân truy đuổi, Dũng mới dừng phương tiện của mình. Bước đầu, cơ quan công an kiểm tra cho thấy Dũng không có nồng độ cồn. Qua test nhanh, Lê Tiến Dũng cho kết quả dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội. Căn cứ vào hành vi của Lê Tiến Dũng, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi của đối tượng. Ma túy thì em có sử dụng trước đấy từ cách đấy khoảng 4-5 ngày rồi. Đến bây giờ em mới biết hành vi của em là hoàn toàn phai trắng, mới pháp luật cũng gây bức xúc cho những người đi lại xung quanh và em cũng rất là thành khẩn để khai báo, cũng mong là nhận được sự khoan hồng pháp luật. Người dân thì phải chấp hành nghiêm cái việc cái luật giao thông đường bộ, đó là chấp hành các hiệu lệnh của các lực lượng chức năng và không uống bia rượu và không sử dụng bia rượu cũng như không sử dụng các chất kích thích dẫn tới những cái việc sai phạm mà đáng tiếc xảy ra. Về phía người dân cũng hết sức bình tĩnh và khi xảy ra sự việc thì hết sức bình tĩnh và tuân thủ và cũng như theo hướng dẫn của cái lực lượng cơ quan công an, hướng dẫn của cơ quan công an để trong cái quá trình nếu có cái việc truy đuổi, truy bắt, tránh những cái việc mà người dân quá bức xúc rồi là có những cái hành vi quá khích. Với những hành vi coi thường pháp luật, lỗi chồng lỗi của Dũng, dư luận cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh để làm bài học răn đe, cảnh tỉnh cho những người đang có ý định vi phạm những hành vi tương tự và hơn hết để xây dựng một môi trường giao thông lành mạnh và ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hà Đông cho biết đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhóm cướp manh động. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi hình một người phụ nữ đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng được cho là trên địa bàn quận Hà Đông, bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe dùng hung khí đe dọa. Nhanh chóng vào cuộc, các trinh sát hình sự xác định vụ việc xảy ra vào 0 giờ 47 phút ngày 15 tháng 3 tại khu vực tuyến phố Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Sau khi vụ việc xảy ra, người bị hại không trình báo.
Và trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ việc. Thông tin ban đầu, 6 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, đều ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nhóm cướp trên với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh, sử dụng 2 xe máy, cầm theo hung khí là 2 tuyếp sắt hàn dao phóng, đi trên các tuyến phố vắng người qua lại, chặn người đi đường để cướp tài sản. Với phương thức này, cả nhóm đã gây ra 4 vụ cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hà Đông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập hồ sơ xử lý nhóm người điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom. Trước đó vào rạng sáng ngày 16 tháng 3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về nhóm người chạy xe mô tô có biểu hiện vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1A hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí lực lượng tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để kiểm tra. Qua kiểm tra 40 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 20 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 19 trường hợp điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ và 1 trường hợp không có giấy phép lái xe. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và một số huyện nói riêng thì một số hành vi như là bốc đầu, nẹt bô, lạng lách đánh võng đang có chiều hướng quay trở lại, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Và đây là hành vi vi phạm pháp luật không chỉ về trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn vi phạm về lỗi gây mất an ninh trật tự công cộng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch và Lò Văn Thành về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Lịch và Thành đi uống rượu về, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở phương tiện đi cùng chiều, liên tục tạt đầu phương tiện đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tôi có lên đám cưới nhà em trai trên bản và tôi đã gặp Lò Văn Thành, nên hai người đã rủ nhau lên bản đán, trình sàng, đánh bia uống bia. Trên đường đi tôi có chở anh Thành, xe của tôi là bị kiểm soát 26B256639. Đến đoạn bản đán thì tôi có vượt qua xe ô tô tải và lạng lách đánh võng để thể hiện mình. Lúc làm hành động là Thành có ôm chặt lấy tôi và hưởng ứng cười. Tôi thấy hành vi của tôi là sai nên mong cơ quan công an điều tra tạo điều kiện cho tôi để tôi trở thành một công dân có ích. Sau khi tiếp nhận vụ việc, theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy các đối tượng đều còn trẻ. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục nhiều lần nhưng nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Qua làm việc, thấy động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng là do bột phát. Nguyên nhân là do các đối tượng còn trẻ và có tâm lý muốn thể hiện mình. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận của chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, lực lượng công an cũng rất cần sự chung tay phản ánh của nhân dân về những hình ảnh phản cảm như trên của các đối tượng để kịp thời xử lý, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an huyện Yên Châu khuyến cáo và đề nghị người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy tắc giao thông, không có những hành vi gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác. Đề nghị quần chúng nhân dân cần tích cực tham gia đấu tranh với những biểu hiện sai phạm, những hành vi vi phạm xảy ra trên tuyến giao thông, không gian công cộng bằng việc cung cấp video, hình ảnh vi phạm của các đối tượng cũng là một biện pháp để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tập trung quyết liệt xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay tất cả những hành vi vi phạm khác khi tham gia giao thông đều có chế tài xử lý. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, mỗi cá nhân tổ chức cần có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, bởi trước tiên vẫn phải là ý thức. Lập công ty bất động sản chỉ khống đất của người khác nhưng lại mạo nhận là của mình để lừa đảo nhận tiền đặt cọc của nhiều người. Huỳnh Thị Bốn, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Bốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Huỳnh Ngọc Liễu, hoạt động mua bán bất động sản tại quận Liên Chiểu, qua đó thân quen với khách hàng là một phụ nữ trú tại quận Hải Châu.
Năm 2021, bị cáo kinh doanh thua lỗ, vỡ nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo người này để lấy tiền trả nợ. Bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất tại khu vực phường Hòa Hiệp Nam, xã Hòa Liên và ra giá rẻ hơn thị trường để nhiều người tin đặt tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, bốn đã gây ra 16 vụ lừa chiếm đoạt số tiền đặt cọc mua đất của các bị hại gần 10 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân 64 tuổi bị lừa nhiều nhất với 8,15 tỷ đồng. Các bị hại khác bị lừa từ 160 cho đến 700 triệu đồng. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Huỳnh Thị Bốn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Thị Bốn 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới bằng hình thức gửi bưu phẩm tới nhà dân thông qua người vận chuyển hàng hóa. Bên trong bưu phẩm đó thì có thông báo trúng thưởng chứa mã QR. Và trước việc các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn mới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tài sản, người dân cần phải tiếp tục nâng cao cảnh giác hơn nữa. Bỗng dưng nhận được một bưu phẩm lạ gửi đến nhà, người phụ nữ này hết sức bất ngờ khi mọi thông tin từ địa chỉ, họ tên đến số điện thoại của mình đều chính xác. Phía trong bưu phẩm là một phiếu cào trúng thưởng. Theo như thông tin trong phiếu cào này, giải thưởng mà người phụ nữ này nhận được đó là một chiếc nồi chiên không dầu trị giá 3 triệu đồng. Trong cái phiếu đó thì nó có cái thông tin thể hiện, họ thể hiện chương trình tri ân khách hàng này đó, sau đó thì là họ đưa ra cái mức cái thẻ cào, mình khi mà cào lên thì sẽ hiển thị cái giải và giải đó là phần quà tương ứng, và cái hình thức là nó dẫn dụ rằng là mình muốn nhận cái quà đó thì mình phải quét cái mã QR hiển thị trên cái phiếu đó, và cái mã QR nó sẽ hiện ra cái đường link, và mình thì mình lo ngại rằng cái việc mà quét cái mã QR và cái đường link đó sẽ bị lừa đảo nên là mình không làm. Vì đã đọc được thông báo về hình thức lừa đảo này trên mạng nên chị đã rất tỉnh táo. Tuy nhiên, nếu người nhận quét mã QR và làm theo hướng dẫn, hoàn toàn có thể bị rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng. Vì vậy, để phòng tránh, Cục An toàn Thông tin đã khuyến nghị người dân cần thận trọng khi quét mã, nhất là các mã sử dụng ở nơi công cộng hoặc chia sẻ qua mạng xã hội hay email. Người dùng cũng cần xác định, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người chuyển mã QR, cũng như nội dung trang web mà mã QR đưa tới. Bản chất cái mã QR code nó không có khả năng tấn công vào điện thoại hay tấn công vào máy tính của người dùng. Sau khi mà chúng ta sử dụng điện thoại hay máy tính để chúng ta quét một cái QR code thì bao giờ cái điện thoại hay máy tính của chúng ta nó cũng sẽ hiển thị cái thông tin của cái QR code đó, ví dụ như là số tài khoản hay đường link. Thì trước khi mà chúng ta thực hiện chuyển khoản hay chúng ta bấm vào cái đường link thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ xem là cái số tài khoản hay cái đường link này có đúng là cái số tài khoản của người bán hay không. Sau khi mà chúng ta quét QR code thì để tránh bị nguy cơ lừa đảo thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các cái thông tin trước khi mà chúng ta thực hiện các cái thao tác, ví dụ như là chuyển tiền hay là bấm vào đường link. Đồng thời với hình thức lừa đảo QR mới trên, người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt, không biết rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có trường hợp lừa đảo hình thức trên, cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất. Chúng ta không nên nhận bưu phẩm từ những người lạ, những cái địa chỉ lạ, cần phải xác minh rõ những cái việc là chúng ta nhận là từ đâu. Kiên quyết không nhận, từ chối nhận nếu như chúng ta không biết rõ những cái nơi mà gửi đến cho mình là ai. Và trong trường hợp mà khi mà cái bưu phẩm mình nhận được nó có những cái nội dung liên quan đến việc là nhận quà, nhận phần thưởng và kèm theo đó là việc truy cập vào những cái đường link lạ hoặc là quét mã QR chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta phải tuyệt đối xác định rằng đây chính là cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Lừa đảo thông qua các mã QR không còn là chiêu trò mới. Trước đây, đã có rất nhiều trường hợp người dùng sau khi quét mã QR trên các website hoặc email đã bị điều hướng sang một trang lừa đảo, bị lấy cắp thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ để tải mã độc về thiết bị. Tuy nhiên, đối tượng lừa đảo ngày một trở nên tinh vi khi linh hoạt rất nhiều các chiêu trò khác nhau. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng. Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Điện Biên từ tháng 12 năm 2014 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 10 năm lẩn trốn tại Lào cùng nhiều vũ khí nóng. Đối tượng là Cứ An Nính, sau khi sang Lào đổi tên thành Thong Nghi Thò sinh năm 1980, trước khi trốn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên. Đối tượng bị bắt tại bản Sì Đa, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, thu 3 khẩu súng, 97 viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế. Còn tại Nghệ An, vào ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Lào và các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng sau 15 năm lẩn trốn.
Vào năm 2009, đối tượng Hạ Y Đía, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà. Lợi dụng điều này, Hạ Y Đía đã bỏ trốn sang Lào. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại Lào, nên sau đó không lâu thì Hạ Y Đía đã được nhập quốc tịch Lào. Vào ngày 14 tháng 3, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.